Cây quế này quy mô hơn tháng á cả nhà, nho nho xíu à, quý quy mô nó lùng xịt gì nè, bây giờ nó cao là quý ăn biết nhiêu đợt rồi đó. Cây quế này quý nói là cây quế thần kỳ nè, nó lên hoa là hoa màu tím thơm lắm, mà lá nó chịu lạnh. Quý để ngay cửa sổ á, cửa sổ quý đóng nha, nhưng mà lạnh nó vẫn sống nè. Đây rau basilicum, nó cái này nguyên độc, nó chịu nhiệt nhiệt độ lạnh được đó cả nhà. Năm ngoái Quyên mua cây nó phát triển cao lắm, cái Quyên không biết con đem vô nhà, Quyên để chỗ nó khô ráo đó, nó chết. Cái năm nay Quyên đọc kỹ lại, Quyên thấy nó chịu lạnh, Quyên để trên phòng này nè, nó lạnh, phòng này không ai ở cho nó lạnh. Cái mùi nó thơm nồng hơn là quế của mình, nhưng mà nó được cái nó phát triển tốt á. Hoa nữa nè, viên hai lá quế xuống cuốn tôm thịt luộc ăn. Xin chào ông bà cô chú. Đúng rồi, mày làm cho con nha. Làm gì nói hoài hoàng hoàng, con rửa tay chưa? Dạ. Rửa tay chưa, nói đàng hoàng ơi. Dạ con rửa tay. Rửa tay rồi. Rửa tay rồi. Rồi con chào ông bà chưa? Mày dạy con, mày dạy con nào? Mẹ bà nhớ mặc đồ mua đi chứ rồi. Nha. Chị mua mặc đồ tí xíu thì mới ăn cơm. À thì muốn ăn cơm mà con muốn ăn cái gì? Ich möchte nicht mit Cheese Blätter ăn sein. Okay, du ok möchtest ok die nè, bây giờ con làm nhìn und nè, die und die und thật das hả? hier möchte ich haben Con nói con und cho làm cuốn nó thật nè, paprika bei bây giờ con làm, mày làm về con trước này, nhìn thấy không cuốn như gì nè mir. Ich möchte auch mal. chưa, mày gì mày cùng mày dạy cho con làm đi rồi con làm nha, thứ hai con làm nha, để thẳng cho con cái mẫu đó. Rồi con cuốn đi, cuốn cuốn từ đây nè, chưa mẹ kéo đi, rồi con cuốn đi. Hôm nay á, thì Quyên làm cuốn cộng gì nhà gom mà cho cả nhà ăn hết bún này, bún hôm qua thì mua nó khoái ăn bún lắm, cứ nhắc bún hoài à. À Quyên cộng hũ mắm Thái nữa để lấy mắm Thái Quyên cuốn nữa chứ. Đẹp không? Đẹp không mẹ? Cũng chặt lại xíu cho đẹp. Đẹp. Hỏi ông bà có đẹp không? Đẹp không ông Ông bà? mà nhìn không thấy. Ông bà đẹp không? Đây đừng bóp gì con. Để đây nha, rồi con cuốn thứ hai đi. Sao mà quá chưa? Không để đi, mẹ làm đầy bao bao tay cho sạch vệ sinh nha con. Thì cho bỏ phần chưa? Đây cái này bao tay này con mang không có dừa, cũng người lớn nha con. Con làm đi, làm bánh của con đi, làm tiếp đi. Con thích ăn gì cũng để Mà cho con để gì con đi này. Hè này Quyên mua năm đợt này quá trời lớn to luôn, cái nhà Quyên ăn mấy lần mà nhanh lắm nha, càng cắt càng lên, thấy mê lắm. Quyên để thử mà lạnh nó làm nó sống, mẹ cho chị mặc. để cho nó gọn vô vậy nè, Cha mẹ giúp để con. gọn bằng cái, con để bằng một miếng này thôi, con để bằng cái này nè, con để bằng miếng củ cải con phúng Để nè, để cho nó gà gá đều out nhà, nhìn nè cái này hay hẳn không. Cái này mà Quyên ăn cay lắm, đu đủ mắm Thái con là gì đúng không? đúng rồi. Rồi cái đầu con phải kéo thẳng như này, này nó hơi dính nè, rồi con cuốn đi Thái nè, Làm ra tội gấu. Ừ của Quyên nha, cay rất là tâm, dĩa này dính rồi. Nãy giờ để nó bị khô, nó bị dính rồi. Sao? Không sao. Rồi. Đây, có mẹ Uyên nè, có này.
này cây nha. Đẹp không? Đẹp quá, tụi con đẹp kia không? làm đẹp không? Làm đẹp lắm ông bà ơi. Ông có chuyện cho ai ta? Tụi con đó, đây con làm mà. Thật bị cắt tư mất. Nhớ, tụi con ở đây, con để đây nha. Của mẹ để đây. Của mẹ nhìn nè, mẹ có ớt nè. Ồ, mama sao phải như thế? Mama, ta sẽ chi tài này dài cho nên cho mày nè. Khi tài này dài cho nhu gì ok? Mày ra thì xếp. Cái đó là cây phía của con hả? Mama, ông xếp, con đi quay cho bác mặt. Ok, con làm đi quay. Cái chuyện nhiều quá mày. Dài chuyện quá trời à. Ủa làm gì vậy? Má cũng mặc trợ đi. Nó bánh cái đó, làm tiếp đi. Con làm cho em đi, em thích ăn thơm. Nhu thơm. Thơm, với em thích ăn thơm. Chị mới thích ăn thơm. Chị mới thích ăn thơm thôi hả? Cái đĩa thịt bò của Quỳnh thì có mỡ. Của bên Mẫn thì nạt không à. Cho anh Timo nó ăn tôm đi. Timo ăn tôm. Vì sao Quỳnh nó lâu lâu ăn tôm là bị dị ứng à... Tôm ăn phía thì tôm gì đó hả? Không làm gì nè, nếu tôm không thì phải úp này cho nó đẹp màu, hiểu không? Vì phía úp gì nè, mà cuốn ra nó màu đỏ đẹp. À, màu tủa đẹp. Rồi để miếng cà rốt cho em nữa, cho màu đỏ lên. Này cà rốt lên đây nè. Nó paprika chứ không có paprika. Không em thích ăn thì con biết thì con để cho em đi. Paprika mà kìa, avocado như gì mà kìa. Em mặc ngu. Nó ăn tìm món ăn ba ăn ớt chua. Con hầm rớt không chân như là ớt chua với à. Con ăn sữa. Sữa. Rồi. Đẹp không? Đẹp. Ba thích ăn gì con nói cho bà nghe coi. Ba thích ăn Alice Festival. Sao mày, à bây giờ con chỉ ăn mày là gì thôi? Nhìn này nó hèm thì nó cay, mẹ này cay. Mẹ ơi, mẹ giúp con không? Không tôm. Mẹ giúp con không? Cảm ơn mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Nó có gạch, nó có gắt không sao, con cứ làm đi, làm mình dạng làm đi, nó gắt không sao. Này cái này nó dính lại, nó liền liền, đó. Cho mình nhỏ lên, cho mình làm cho con một con làm đi đó. That is Timo's, ông vừa Timo's say chứ. Con để Timo đâu nè, cái này của con nè, phải không? Con để Timo đây đi, hiểu không? À, khi mama xuân is. Yeah. Aber du musst mit der Schule kommen, denn die mit Schule sind dein. Ist das Schule? Yeah, Schule. Nhìn là biết liền nè. Của mẹ nhìn màu đỏ, của mẹ nhìn rau nhiều lắm. Mẹ ba nó, Timo dẫn ba, ba. Ba nó dẫn Timo nói thuộc. Ba Timo dẫn bà nó bắt chàng ngược luôn. À, bà nói với Timo đi xem thi đấu bóng bàn nó tới khoảng 60 cây số xa đây nè. Mẹ Quyên ăn 4 cuốn thôi à, còn ba nó ăn cũng khoảng 4 cuốn. Đẹp không? Đẹp quá. Của Timo có rau gì chưa? Nó làm cho em thêm đi con. Mama vai sẽ dance. Của con. Ăn is meine Seite. Làm cho ba. Das ist deine und das ist Timos. Con làm đi. Nè con làm của con đi. Làm có rau cho ba cái rau ơi. Dạ. Cái ăn rau đi con. Bà sai chứ. Bà không còn nói với ông bà là con ăn rau. Bà sai chứ. Để chung đi con nhìn con biết. Để chung của ba anh đây đi. Để chung ba với mẹ đi. Ông chị sẽ thêm mày nè. Mà anh đây chứ. Dạ. Ông chị mới chú bà sẽ mày nè. Dạ. Bà biết chắc phải kết sự. Bà thích ăn tỏi gấu cho bà ăn tỏi gấu. Cho ba khỏe nha. Tại gấu Quyền hay ở sân nhà Quyền á. Tại ít mắc mai như dây vợ. Ít không dám hay nhiều. Mà ít mắc mai như dây vợ. Ít mắc mai như hết. Ôi nó bị hình như mưu ra ta sẽ cút. Quyền có thằng bún mà vô trong cuốn. Mà mẹ ạ, mà mẹ mới sẽ khẩn chì. Bỏ ra. Nó bị đi ốc mắc. Trăng kẹt. Bỏ đi ha, có hát bài gì cũng gà đi không hát bài gì trong bà nghe chân đó ơi. Tại Leo không muốn. Giờ tại Leo không muốn à, không muốn gì thôi. Sao mới mami? Ok, bắt đầu lắm nè. Đúng không? Chị bỏ đi giá, giờ làm gì? Giờ rồi. Giờ cuốn, con nói giờ cuốn. Kệ cuốn. Giờ làm gì xin đi. Hư xíu rồi hả? Không sao đâu, con nhỏ mà tập đi. Con cố gắng tập nha con. Lần này thì lần sau làm tốt hơn. Con cứ làm đi, làm được rồi mẹ vui rồi. Mình có chịu cố gắng, mình có chịu làm là mình sẽ thành công nha. Thôi mình làm mà xấu rồi con nản là sau này con
làm đẹp đâu, phải cố gắng lên, ok? Yeah, it was fishing there. But come on, the old man in the food there. Dạ, con phải cố gắng học. Ê, con học tiếng Anh được chưa? Thank you là gì? Mommy, it's my dad's mom. Couldn't not hear mom. Trời ơi, nhưng mà mẹ muốn cho ông bà biết con học tiếng Anh được rồi. Thank you là gì? Dạ, không biết ông bà ơi. Dạ, không biết thank you là gì hết. Mẹ cũng không biết. Ê, ê. Dì mama vice this name of me. Ờ, mẹ. Thank you là goodbye. Tạm biệt. Dạ, biệt. Tạm biệt. Đi ai nói thank you là tạm biệt đó mà. Dạ, biệt nhảy. Ngắt chú. Không biết lưu. Hôm nay đi nể cho em không? Cái này của ba. Em của em rồi. Của em nè, con cúng em nè. Của em không có rau này, thấy không? Nay đã nghe máy nè. Của con hả? À? Con cho em mà nãy nè. Ý. Bác. Nãy em cúng cho em mà không để đâu. À dạ, phụ chí muốn đi à. Con đừng bóc hoài con. Vì con đi ăn là ăn, ok? À bà đi xin mất chú. Nhưng mà con đừng có bóc hoài được không? Bóc hoài bóc tay vô dơ đồ á. Đồ ăn mà bóc hoài nó mất vệ sinh lắm. Mama, à bà ta sẽ xin mày đi dạy chứ. Dạ. Em vui chí. Dạ, mắm cay nè. Ở nhà biết không, lâu lâu mới quên năm nào cũng chồng chứ. Mà hứa với lòng năm nay là chồng đợt này đợt cuối cùng. Nếu không sống thì không có sao chồng nữa. Nhờ cuối cùng mình nghiên cứu, mình tìm hiểu thì nó cực độ ẩm. Ở trong nhà, mình đem vô nhà nó vẫn chết nha. Người ta kêu vô nhà là phải kiếm đồ đậy nó lại để nó có đồ ẩm đó. Còn chị kia chồng ở ngoài sân luôn. Mùa đông để mà sân vẫn sống là do đó chị nói với bữa nào có tiết á. Lấy cái thùng nước nó chừng nó lại, mà quên không có thùng nước. Nghe thử không? Không, không nữa. Núp lò, snip. Hai mươi là bao cái gì? Ngày của ba hả? Ăn thử này hả? Ừ. Bà này, ăn thử này ngon nè, cao nhiêu nè. Đó, giờ hiểu chưa? Mình hiểu tại sao mà mình ăn ngoài mình vẫn bơm dĩa còn này không? Hiểu chưa? Ăn được phí được. Ăn nhiều. Ăn nhiều mà vẫn đẹp không? Đó, mình kéo ra. Càng ăn là như gió nè. Đúng rồi, mình càng ăn mình càng kéo ra là ba đâu biết đâu. Đó. Và cái đó rau nhiều đó. Dở quá ta. Rau nhiều ngon không? Ăn miếng rau đi con. Con miệng. Tại sao em xem mà sao em gì? Ngửi cho mùi ở nồng không? Dạ. Dạ, mùi thơm không? Ăn cái snacker. Đâu phải đâu, đó không? Snacker đó là con. Con ớt, cái ớt. Chị đã bảo ớt cho cái snacker. Không phải như snacker. Xin gạo nó nói giống như còn ừ, sơn á, sơn ăn rau rồi xong á. Cái ngày rau. Con cứ muốn ăn ngày rau. Ướt xanh. Ngon. Con muốn ăn ngày rau. Mẹ ăn à. Mẹ mẹ. Trắng chị gạo bê chút. Mua chị gạo bê trắng. Mẹ thấy mày làm gì không? Cái gì? Vì là nướng bánh táo cho ba nè này nha, nhưng mà nắp tuyết đợi ba về hôm nay chán miệng cho nó ba nè bánh táo. Đâu không chút bê ngay chút đi bê nó bê chân. Cái cổ quen á, nó còn dính dướng cái này nè. Uống thuốc ho, uống nước ấm mà nó cũng chưa có hết, cái này nó dướng dướng kẹt kẹt qua rồi. Nó hơi cảm giác như bị cái gì nó bao cái cổ mình á. Bác. Cái cổ mẹ bị dướng dướng, nói chuyện hơi dướng dướng. Bác, sao phát cứ mà nhớ ổn đó. Đúng rồi. Nó không ăn được. Ăn đi, ăn đi. Được.
sao mới chịu. Dạ hả? Con hãy cướp về. Dạ, con hãy cướp. Đếm rồi mấy cái nè, đừng đụng tay nha, đếm rồi chỉ ngon thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nè, nhảy rồi, đếm tới đây nè, đếm tới đây nè, nhìn đây đếm lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 tới mấy? 11. Đúng rồi, 11 là stop, tại dưới này mình đếm từ 1 rồi. 11 rồi, vậy dĩa này có mấy cái? 1. 11. 11. Mình có... hãy 1. 11. 10 rồi thêm 1 là 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. 19 tới mấy? 10 tới mấy? 2. 20. 20. Rồi tiếng Anh, biết đếm tiếng Anh không? Ten là tiếng 11 là 11. Nhưng mà con đếm là tiếng Đức coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hết rồi, stop. Em xin. Cái này là tiếng Đức là gì? Summer rồi nha. Frühling rồi đó là cái chiên, còn này không có chiên. Cái này summer tại vì ăn rau nhiều, mùa hè có rau nhiều. Quyên xin kết thúc video ở đây. Ba nó về trễ quá à, đợi không có được. Thì con nói chào tạm biệt ông bà sao con? Xong rồi. Ba ăn cùng. Ba chưa về, ba về ba ăn sao với em? Duyên, một hồi ba về con ăn bánh với ba nha. Cần chào tạm biệt ông bà đi. Nhà con được một cái xin đáp trễ. Nhưng mà giờ con chào tạm biệt đi, mình ăn tiếp, không chịu chào tạm biệt luôn. Ăn hoài tới tối rồi, bà chưa xong nữa. Đây, con ăn nguyên ngày mà. Đi chào tạm biệt ông bà đi. Đừng nhai nữa, chào tạm biệt xong nhai tiếp đi. Nghe lời đi. Ông ơi. Ông bà ơi, Lia, cái này Lia hết nghe lời mẹ Uyên rồi, buồn quá à. Tạm biệt ông bà, đưa chú xem video. Uyên ơi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian ủng hộ video của hai mẹ con Uyên. Uyên kính chúc cả nhà mình luôn nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Photo hả, chụp hình. Ông bà chụp hình cho mẹ Uyên với Lia một bôi nha. Cười đi. Đổi kiểu đi. Từ đây cười mặt cái một sướng nát nè. Hello. Chưa. Auf Wiedersehen là hẹn gặp lại. Con nói Auf Wiedersehen đi. Auf Wiedersehen. Ôi, cái miệng còn ngay á. Auf Wiedersehen. Ủa, mình nói đi.